Mình chào các bạn ha, thì hôm nay thì mình sẽ review một hai chiếc xe máy cày. Hai xe máy cày mới vừa về Nông Cao Phước rất là đẹp luôn. Và mình có một cái thông báo cho các bạn biết là hiện tại bây giờ thì có một số người là sử dụng những cái hình ảnh để đăng lên trên Zalo, Facebook, và cộng đó là kể cả video họ lấy, họ lồng tiếng và họ đưa cái số điện thoại của họ vô để họ nhận cọc, họ bán máy cày cũng như các cái phụ kiện đồ phụ tùng của máy cày ha. Ở đây thì mình công bố cái số điện thoại của Hồng Phước, mình đang đứng trước Nông Cao Hồng Phước nè các bạn theo đó, thì mình công bố số điện thoại. Thì số điện thoại là ở Hồng Phước này chỉ có hai số, 0919104245 là của anh Hùng, và số điện thoại là 0938432859 là của Phước ha. Đó, chỉ có hai số đó thôi. Đây dạ. Rồi, mến chào các bạn. Thì hôm nay Hùng Phước mới vừa về được một con máy cày gào súc các bạn. Nói chung nông cơ Hùng Phước thì toàn máy cày tuyển không à. Nói chung nước sơn thêm được hết á, tuyển đẹp hết á, con nào cũng đẹp hết á. Tại vì đây chuyên bán hàng tuyển. Thì con này cũng rất là đẹp ha. Sibara D23F. D32 mã lực. Rồi mình xem thử rồi ha. Thằng này D mà lại đời này bên cơ số cơ ha. Đó, bên cơ số cơ nè. Bạn ha. Full cơ luôn á. Đời này mới có giá trị. Gào súc rin luôn. Gào súc rin là mua nguyên bộ của nó. Lúc mà giao á, người ta ghi vô D32F là người ta giao, tại vì khi mà nó về là tháo rời hết. Thí dụ như gầu nè, gầu cũng ghi theo gầu rồi cần đồ này nọ rời hết rồi bắt đầu mình về mình mới đấu lại, không mới gắn vô lại đó, chứ nó kênh càng mà nhập từ Nhật về mà đó. Cái mặt nạ đang để kia, con này chạy 1168 giờ, ở đây là giờ chuẩn hết các bạn nha, không có cái vụ mà coi như là tua giờ tua giết gì đâu, cứ yên tâm. Mình nhìn cái chất xe là mình biết rồi, zin của nó đây, nước sơn đồ nó còn đó. lớp sau này lớp bê tôn hả, cái bảng của nó không có lớn ha, bảng lớp á mấy 12-28 à. Đuôi đồ rồi, đuôi sới có có gào súc không hả? Chiếc này mình có báo giá không? Ai liên lạc với em hả? Yên đồ nó riêng luôn hết ha. Nổ máy được không em? Nổ máy em nổ thử cho bà con nghe tí xíu thôi. Vỏ lốp rồi thì đẹp hết ha. Vỏ trước vỏ BKT. BKT mà từ Nhật về luôn các bạn nha. Mấy vỏ này các bạn biết sao, mấy cái này biết sao có nhiều khi mấy cái thằng mà mấy thằng này gầu súc đó là cái vỏ trước á là nó mòn trước. Bởi vì nó là nó đánh lái nhiều. Đạp côn đạp gì không? Số hay là bình yếu thiếu mát à? Đâu đâu có gì đâu, hết rồi, hết rồi. Bắn luôn. Máy này có lên 5 lọc không? Không có hàng. Ấy. Lâu chưa?
tính ra cũng chậm quá ha. Thì trước ông sổ ông hết đó, ông sổ là ông bán lái bán đồ đó. À, với lại ông kêu bán sổ hết á, sổ luôn á. Mấy người lính nó kêu sổ năm lọc cha bộ kính nè, bộ kính đẹp ha. Chà, máy nổ đều dữ ra, đều rắp luôn. Ủa, cái này số hả? Chết rồi, quên vô hát nó chạy rồi. Quá ok, Ben thử được không? Có vướng gì không? Chạy vướng cái này hết chứ không không? Ở đây ra vô cái gầu thôi được rồi. Thử coi. Ồ. Ồ, nhanh ha. Nhanh đó. Lên đi ơi. Ồ, nhanh á. Lên vậy là nhanh á. Trang thi vậy là quá nhanh rồi. Rồi, ok. Bạn nào có nhu cầu thì cứ alo với anh chủ ha. Thôi, bạn nào có nhu cầu thì cứ alo với anh chủ thôi. Giá cả đồ ảnh báo giá cho các bạn ha. Đây. Ha? Cái gì? Cái gì rin? À, mui rin hả? À. Mui rin thì đúng rồi, mui rin nè. Có chữ Sabauri. Sibaura. Cái nào 3243 này hả? À, đây à, đây có mui hả? D32F à, y chang con này luôn nè, không có gầu xúc thôi. À. D32F luôn các bạn, có mui. Có mui có đồ nè. Đây, ô con này vỏ trước Beriton luôn, vỏ cao ghê chưa? Nè, chiếc sơn mâm đồ rin hết. Này cũng vậy. Vỏ sau vỏ gì? À, vỏ sau này là vỏ mới. Vỏ trước là vỏ... Ủa, vỏ sau mới thay hả? Nó thay bên đó luôn hả? À, nó thay bên Nhật luôn. Dạ, dạ. À, đúng rồi, cái hãng này Việt Nam mình đâu có đâu ta. Thay bên Nhật luôn. À, cái hãng này của Việt Nam mình có. À, Made in Korea. Korea. Bữa nay Nhật nó xài đồ Hàn Quốc nhiều lắm. Đồ Hàn Quốc giá nó mềm, con này chạy mới có 890 giờ ta. Cái này bánh sau của nó chắc làm sao nó mới thay vậy chứ. Hay là thằng nào nó đổi qua. Thằng của nó về vậy, em về vậy đó. Biết rồi, ý là cái lúc mà nó đóng công á. Lại đúng mâm của nó mà anh. Thì đúng mâm nhưng mà ví dụ như nó lấy của chiếc khác nó bỏ qua sao. Cái trước này thì đúng rồi, chính xác nè. Tại vì bữa xuống công của em mà. Nó đóng từ bên Nhật á, ý là vậy. Cái tại vì biết sao bánh trước này chính xác với 800 mấy chục giờ. Tại vì cái gai của nó cao vậy nè, hiểu không? Lòng đó gai gió còn vỏ bê tôn nè, là vỏ rin của nó nè, nó gai nó cao về 800 mấy chục giờ thì cái chiếc máy cày này với cái cặp vỏ đó là chính xác nè, còn vỏ sau thì nó thay thì mình không biết nguyên do sao đó, tại vì bô biết đồ này nọ rin đồ hết. Bô đứng với bô nằm cái nào mắc tiền hơn? Người ta nói là cái bô đứng thì mắc hơn bô nằm vậy chứ có chỗ người ta bán mắc hơn á. Cái bô nó có cái gì đâu, nó chỉ có quẹo lên với quẹo xuống chứ có gì đâu mà. Nó lại kêu đời bô nằm lại bán rẻ hơn đời bô đứng. À, không hiểu. Mắc hơn hay rẻ hơn gì đâu mà. Anh bữa trước anh nhớ mấy người bán nói vậy. Mâm liền rất đẹp ha, riêng hết ha. Vỏ từ bên Nhật về, vỏ Hàn Quốc, vỏ xịn luôn chứ không phải như vỏ Ấn Độ đâu. Đó. Đó, còn rất là đẹp hết ha. Đèn đóm đồ đầy đủ, yên bên cơ chuẩn cơ luôn, cơ 100% full cơ. Đời đời D này nó lại cơ ta, hả? D32 là cơ chứ. Đời này nó có điện luôn như nữa chứ? Có bên điện chứ, nhưng mà cái con này thì lại full cơ luôn. Con là đẩy thẳng vô trong lốc luôn. Đẹp.
quá đẹp luôn. Nói chung chất xe đồ còn rất là ok ha, thắng chân thắng đồ chưa có mòn mấy kia ha, nước sơn đồ rin hết ha. Rồi bạn nào có nhu cầu thì alo với anh chủ ha. Rồi mến chào các bạn. Thôi cầm chứ hả hả. Cảm ơn nha. Chế vậy? Chế vậy? Rồi, thì nếu mà các bạn mua bất cứ máy cày hoặc là phụ tùng gì ở bên nông cơ Hùng Phước thì các bạn hãy theo đúng cái số điện thoại, theo đúng cái số điện thoại mà mình đã đọc đây ha, thì sẽ có Zalo và yêu cầu là bên nông cơ là quay trực tiếp cái món hàng đó hoặc cái máy cày hay là cái gì đó, ví dụ như dàn sới, quay trực tiếp nói chuyện trên Zalo rồi mới mua, mới đặt cọc, mới đặt tiền nha các bạn nha. Còn qua cái hình ảnh hay là những cái video rồi vớ va vớ vảnh thì các bạn đừng có mua, đừng có dạy chuyển tiền nha. Đó, cứ gặp chính chủ nhân của số điện thoại thì đây nè, nó bao thước số điện thoại nè của anh Hùng là 0919 104 245, của Phước là 0938 432 859 các bạn nha. Rồi.